Chào bạn, bây giờ thì tôi đang trải nghiệm bộ máy có trị giá là khoảng 30 triệu đồng và đây là bộ máy PC Alphard, nó được lắp ráp từ các linh kiện và bán theo bộ. Thì nếu mà bạn mua bộ máy này với giá 30 triệu đồng thì các bạn sẽ được tặng một chiếc ghế mà tôi đang ngồi đây. Chiếc ghế có xe có giá trị khoảng 10 triệu đồng. Mua một bộ máy 30 triệu được tặng ghế 10 triệu đồng, quá là hời đúng không? Vậy thì hãy cùng tôi tìm hiểu xem là cấu hình cũng như là trải nghiệm của bộ máy PC Alphard này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua về cấu hình của bộ máy tính này nhá. Bộ máy tính này sẽ dùng một cái CPU Intel Core i5 8400 Conflex, đi cùng với nó là card đồ họa MSI GTX 1060 6GB cộng với hai thanh RAM 8GB tổng cộng là 16GB. Và đối với bạn nào mà muốn nâng cấp RAM thì cũng không lo, bởi vì chúng ta sẽ có thêm hai khe cắm RAM nữa và chúng ta có thể nâng lên tổng cộng là 32GB. Những cái linh kiện này sẽ được lắp trên một cái bo mạch chủ, đó chính là bo mạch chủ Gigabyte Z370. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có tản nước là Cooler Master Liquid ML120L và nó sẽ đi kèm với đèn RGB. Để cung cấp điện cho những cái linh kiện này thì chúng tôi sẽ sử dụng một cái nguồn là Seasonic 550W để tăng thêm phần rực rỡ cũng như là khiến cho bộ máy này sẽ mát hơn. Thì chúng tôi sẽ lắp thêm 3 chiếc quạt RGB. Nhưng tất những linh kiện này sẽ được gói gọn trong một chiếc vỏ máy tính iWin 850. Đây là một cái vỏ máy tính có 3 mặt kính cường lực và chúng ta có thể soi gương trên cái vỏ máy tính này. Tổng kết lại, tổng hòa những cái linh kiện đó thì chúng ta sẽ có một cái bộ máy tính PC Alphard 14 năm với cái giá là 30 triệu. Và nói về hiệu năng một chút thì để test thử cái bộ máy tính này thì tôi đã chơi hai game khá là nặng hiện nay, đó là một game online là game PUBG và một game offline đó chính là Far Cry 5. Và cả hai cái game này đều cho những kết quả rất tốt. Với tựa game PUBG thì chúng ta sẽ có ultra setting với khoảng là 120 đến 125 fps trên một giây, con số khá là ổn đúng không ạ? Còn với tựa game Far Cry 5, đây là một tựa game offline khá là nặng, thì chúng ta sẽ có mức fps trung bình là rơi vào khoảng 80 fps. Với những fps như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể chơi tốt những cái tựa game khác, nó có thể nhẹ hơn. Ví dụ như là các game MOBA, LOL hay là những cái game Dota thì chúng ta sẽ đều có thể chơi được. Một cái điều nữa mà khi mà các bạn rất là quan tâm đó chính là nhiệt độ của CPU và của các đồ họa đúng không ạ? Khi mà chúng tôi chơi cái game này ở trong một cái phòng điều hòa khá là mát thì nhiệt độ của chip thì sẽ là khoảng là 55 độ và nhiệt độ của con card đồ họa GTX 1060 này sẽ là khoảng 65 độ. Khi mà chúng ta chơi ở môi trường bình thường mà không bật điều hòa đi chăng nữa thì nhiệt độ của nó sẽ tăng lên khoảng 5 độ. Vẫn là một cái nhiệt độ cho phép và chúng ta có thể thấy là nó khá thoải mái khi mà hoạt động được. Và vừa rồi sẽ là một vài thứ nổi bật về cái bộ cây mà kỷ niệm 14 năm sinh nhật Alphard với giá trị là khoảng 30 triệu. Và khi mà các bạn mua bộ cây này, các bạn sẽ được tặng kèm một cái ghế to xe T1 với trị giá là khoảng 10 triệu, kèo khá là thơm. Đó là video giới thiệu về bộ cây 30 triệu và chiếc ghế 10 triệu này. Thì đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn sẽ thích combo này và cũng thích luôn video này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.